Như Hải tại此, Trinh Hồ Hiền Mỹ đa sự. Như Hải đứng đây đợi hiền muội đã lâu. Xảo Vân đến hoàn thành di nguyện của mẹ, làm phiền sư huynh. Sư huynh đang nhìn gì vậy? Như Hải nhìn mặt thiền muội giống hệt Bồ Tát. Ngày nào sư huynh cũng đối mặt với Bồ Tát, nhìn còn chưa đủ hay sao? Thiền muội mời. Mời. Hiền muội, chẳng phải muội muốn xem Phật nha sao? Xin mời đến phòng của tiểu tăng. Nghênh Nhi, ta đi xem Phật nha. Ngươi đi lòng vòng chơi, không cần đi theo ta đâu. Dạ. Chỗ ở của sư huynh thanh tịnh u lạc, nhưng không giống một người xuất gia tu hành. Đừng tự chế nhạo rồi. Thảo nào tiếng đọc kinh của sư huynh lại hay như vậy, nghe cứ như đang cưỡi mây cưỡi gió vậy. Sư huynh, mình nhốt muội trong này làm gì vậy? Nương tử, sau này ta chỉ đọc cho một mình nàng nghe thôi nhé. E là muội không có phúc phận đó. Nương tử, nàng chiều ta đi. Tên hòa thượng điên khùng này, hòa thượng điên khùng. Nương tử, tên hòa thượng điên khùng này, thả ta ra. Ta đánh chết ngươi. Nương tử, nàng muốn đánh thì đánh, chỉ sợ làm đau tay của nương tử thôi. Mà tu lễ như vậy, sao ta không thể đánh chứ? Nếu để quan nhân của ta biết chuyện, nhất định sẽ lấy mạng của tên đầu chọc này. Tên Dương Hùng đó chỉ biết múa thương luyện bổng, đâu biết quan tâm đến phụ nữ. Nàng muốn nói với hắn thì cứ nói đi. Còn Vương Áp Ti là người quan tâm đến ta, thương yêu ta. Chỉ tội là huynh ấy đoản mệnh. Mấy năm nay nàng có nghĩ đến ta không? Từ lúc nàng lấy Vương Áp Ti thì mọi hy vọng của ta đều tan thành mây khói. Ta
ta phải trốn vào cái cửa cô quạnh vô vị này. Nhưng duyên trần của ta chưa dứt, ta chỉ là một hòa thượng giả, lục căn chưa có lúc nào được thanh tịnh. Tuy ngoài miệng đọc kinh niệm Phật, nhưng trong lòng chưa phút giây nào quên được nàng. Lúc đi đến Đại Hùng Bảo Điện, nhìn thấy Tam Thế Phật là nhìn ra hình dáng của nàng. Đi đến Đại Sĩ Điện, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát cũng nhìn ra hình dáng của nàng. Nhìn đâu cũng thấy nụ cười của nàng. Ta biết ta đã làm dơ bẩn thánh địa Phật đường, nhưng ta thật sự không quên được nàng. Vậy có bao giờ huynh nghĩ đến cảm nhận của ta không? Vương Át Ti qua đời, ta quay về tìm huynh. Nghe nói huynh đã xuất gia làm hòa thượng rồi. Nơi này là Phật môn thanh tịnh, huynh không sợ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục sao? 3 năm nay ngày nào ta cũng đang như ở dưới 18 tầng địa ngục. Nương tử, nàng hãy chấp nhận ta đi. Nếu huynh quả thật không quên được tình cũ, thì tối nay quan nhân nhà ta chắc sẽ đi trực không về nhà. Ta sẽ bảo A Hoàn bày một cái bàn đốt hương ở cửa sau. Nửa đêm giờ tí huynh đến, nếu nhìn thấy cửa sau có cái bàn đốt dạ hương thì hãng vào, nếu không có dạ hương thì tuyệt đối không được vào. Chỉ ra là nương tử đã nghĩ trước rồi. Huynh còn mạnh mồm nữa, nếu để tiểu thúc nhà ta biết được, nhất định sẽ lấy cây dao mổ lợn chém tên đầu trọc này ra thành trăm mảnh cho mà xem. Nương tử, ta nhớ nàng đến chết mất. Thiếp cũng vậy.
Hảo hán tha mạng, tiểu nhân có lời muốn thưa. Người là ai? Không xấu gì hảo hán. Tiểu nhân là Thời Thiên, người đời tặng cho danh hiệu là Cổ Thượng Tảo. Thời Thiên, thấy ngươi nhảy tường vào nhà cũng là một cao thủ, để xem ngươi có gì để nói. Hảo hán, ngài phải hứa thả tôi trước đã. Thả ngươi? Hảo hán. Nói đi. Tiếng động lúc nãy không phải là của tiểu thúc nhà nàng chứ? Phải thì đã sao? Chẳng qua là một tên lang thang được Dương Hùng nhặt về rồi nhận làm huynh đệ thôi. Hắn sẽ không nói lại với Dương Hùng chứ? Còn nói mình to gan, chưa gì đã sợ rồi. Không phải hắn thì thôi, nếu là hắn, thiếp cũng sẽ có cách giải quyết. Hảo hán, tên tiểu tử này dám làm ô nhục thanh danh của tổ tổ ta, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hảo hán, nếu không tin, ngài cứ xem đi. Nhớ nhé, sau canh 2, nếu có bàn thắp hương ở cửa sau thì hãng vào, không có thì tuyệt đối không được vào. Nương tử yên tâm, nếu ta đến chắc chắn sẽ có đầu đà ở ngoài ngõ, gõ mõ niệm Phật.来了，我为叔叔。áo của tiểu thúc ta đã vá xong rồi đây. 谢嫂嫂。đa tạ tẩu tẩu. 哎，以后有什么？ sau này có việc gì cứ nói với tẩu tẩu。Không thứ nào thiếu phần của tiểu thúc đâu. Được. Tẩu tẩu, cái áo này tẩu tẩu để nhầm chỗ rồi. Tẩu tẩu cố tình làm nó cho tiểu thúc đấy. Tẩu tẩu, Thạch Tú không dám nhận đâu. Thật không biết tốt xấu là gì. Thank you.
Tiểu thúc có giết thì giết nhanh đi, để mấy con lợn ở đó kêu ầm ĩ làm sao tao ngủ được. Thank you.